Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Không biết là mùa hè đến rồi thì quý vị khán giả và cô Đông đã có kế hoạch gì cho chuyến du lịch hè chưa? Thật đáng tiếc quá Minh Châu, vì quá bận nên cô cũng chưa có dịp để chuẩn bị các cái chuyến đi chơi xa. Vậy là em có người đồng hành rồi, cô biết không, em cũng thích đi du lịch hè lắm nhưng mà cũng bận quá không đi được. Thôi mặt đừng xịu ra như thế kia, Minh Châu hãy yên tâm, dù ở nhà nhưng cô cũng có bí quyết riêng để chúng ta được tận hưởng một mùa hè ba miền đó Minh Châu à. À hay quá, có phải là chúng ta sẽ đi du lịch bằng việc thưởng thức các món ngon của ba miền không cô? Quá đúng. Và để đền bù cho kỳ nghỉ hè bận rộn mà Minh Châu không được đi chơi, cô sẽ tặng cho Minh Châu cùng quý vị khán giả một món ăn miền Bắc cực kỳ ngon. Vậy thì còn gì bằng nữa. Vậy là với chủ đề hè ba miền, hè ăn ngon, chúng ta sẽ đến du lịch miền Bắc đúng không cô? Đúng rồi. Cô bật miếng tên món ăn đi cô. Sẵn sàng. Các bạn khán giả thân mến, món ngon trong tích tắc ngày hôm nay chính là món chả cốm. Các bạn khán giả thân mến, khi chúng ta nói đến miền Bắc, chúng ta không thể không nói đến khí hậu. Miền Bắc có bốn mùa rất rõ ràng, đó là mùa xuân, hạ, thu, đông. Và mùa thu là một trong những mùa đẹp nhất của Hà Nội. Và ngoài ra, mùa thu còn được người ta gọi bằng một cái tên gọi rất thú vị và dễ thương, đó là mùa của cốm. Như vậy là cho dù không phải mùa thu nhưng mình cũng có thể làm được một món từ cốm, đó là sử dụng cốm khô. Bây giờ cô giới thiệu giùm em nguyên liệu của món này đi cô. Được rồi, các bạn khán giả thân mến, để thực hiện món chả cốm, các bạn cần chuẩn bị 200g giò sống, cốm khô, mỡ gáy heo, hành bằm, củ sắn, cà rốt, tương sứ muội, húng lủi, dầu ăn, tiêu xay. Và không thể thiếu được đó là bột tẩm khô chiên giòn Ajiquick. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta phải ngâm chỗ cốm khô này trong nước ấm khoảng 10 phút cho nở ra. Chỗ mỡ gáy này các bạn lưu ý chúng ta phải luộc chín, rồi sau đó cắt hạt lựu thật nhỏ như thế này để chúng ta trộn vào chả. Bây giờ thì em đã rất là hiểu về món ăn này rồi đó. Chúng ta dùng cốm khô nè, ngâm cho mềm nè, sau đó chúng ta sẽ trộn vào trong nhân để chiên luôn đúng không cô? Đúng rồi. Bây giờ mình làm nhân đi cô. Bây giờ cô sẽ trộn, chúng ta cho toàn bộ phần giò sống này vào. Tiếp theo các bạn cho mỡ gáy đã luộc chín. Cô ơi, em thấy sao mình không làm thịt nạc cho nó ngon mà mình làm mỡ gáy vậy cô? Thứ nhất, mỡ gáy sẽ làm cho chả của chúng ta giòn và không bị khô. Và còn một điều quan trọng nữa, mỡ gáy khi chúng ta sử dụng thì làm cho các món chiên không bị ra nước và ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn đó. À như vậy là chỉ cần sử dụng mỡ gáy thôi thì món ăn thứ nhất là sẽ không bị ra nước khi chiên nè, thứ hai là còn giòn và có vị mùi thơm nữa, phải không cô? Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cà rốt đã vắt ráo nước rồi, củ sắn chúng ta cũng đã vắt ráo, và chúng ta cho nốt phần hành tím này vào. Cuối cùng nhớ đừng quên món cốm này nhé các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho một chút xíu tiêu vào đây. Minh Châu nhớ sau khi trộn cho đều rồi chúng ta sẽ quết cho chả thật là dai. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hình viên chả này thành những cái đĩa trái cây. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ chia phần hỗn hợp này thành những viên tròn nhỏ và có trọng lượng tương đối bằng nhau. Dạ. Sau khi chúng ta sẽ vo tròn cái viên chả như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu tạo hình. Ví dụ như trường hợp này, cô tạo thành hình trái mận. Cứ như thế này chúng ta có thể tạo ra hình trái cam, trái quýt hoặc trái táo tùy theo trí tưởng tượng và thẩm mỹ của các bạn. Chà, nhanh quá, như vậy là cô Đông đã hoàn thành phần chả cốm ở đây rồi. Cô ơi, mình chiên liền có bị bể không cô? Các bạn nhớ sau khi chúng ta tạo dáng cho các hình trái cây này xong, các bạn phải đưa đĩa trái cây đặc biệt này vào trong ngăn mát tủ lạnh để chúng ta định hình. Sau đó chúng ta sẽ mang chiên. Bây giờ Minh Châu giúp cô bắc chảo dầu lên trước đã. Dạ. Mà như cô chưa có dùng bột tẩm khô chiên giòn Ajiquick thì phải. Cô đâu có quên đâu. Bây giờ chính là lúc chúng ta sử dụng đến bột tẩm khô chiên giòn Ajiquick. Cô ơi, khi mà mình tẩm vào á, mình có nên để một lúc cho thấm vào không hay là mình sẽ chiên ngay? Không được Minh Châu. Các bạn thân mến, khi mà với món chả cốm này, sau khi chúng ta lăn bột xong là chúng ta phải chiên ngay để món ăn của chúng ta vị chuẩn hơn và đảm bảo được độ giòn và độ ngon hơn nữa. Các bạn nhớ khi dầu đủ độ nóng sôi, chúng ta mới thả những viên chả trái cây này vào. À, dầu thật sôi mình mới thả vào đúng không cô? Nếu dầu chưa sôi thì chả của chúng ta sẽ bị ra nước và phần bột này nó sẽ tách khỏi phần chả. Dạ.
Minh Châu nhớ khi viên chả của chúng ta nổi lên đồng nghĩa với chả đã chín. À, bây giờ cô thấy viên chả của chúng ta đã nổi lên và màu vàng cũng đã rất chuẩn rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ vớt chả để ra giấy thấm dầu. Và cái đĩa này có lớp giấy thấm dầu. Vậy là xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm những cọng húng lủi lên những viên trái cây này. Và bây giờ công đoạn cuối cùng chúng ta sẽ trình bày những viên chả cốm này ra một cái đĩa. Bây giờ là cô mời Minh Châu thưởng thức thử món chả cốm mùa hè của chúng ta xem như thế nào nhé. Dạ. Minh Châu đừng quên với chén tiên xí muội này nha. Dạ. Ở bên ngoài giòn nhưng mà ở bên trong á thì vẫn giữ được độ ngọt nè, hơi dai dai của giò sống nè. Em còn cảm thấy được cái vị em cắn trúng chà rốt với lại củ sắn đó cô, cũng còn giòn giòn nữa. Món này mà ăn chơi ngày hè thì không còn gì bằng luôn á. Hè ba miền, hè ăn ngon. Nếu như quý vị khán giả yêu mến món ăn này, cũng như là nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp, cũng như là mong muốn chương trình gửi đến cho quý vị thêm những món ăn mà quý vị yêu thích, thì hãy đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi quý vị nhé. Hộp thư của chương trình đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.